Chào anh em nhé. Thì hôm nay thì con này nó đang bị mất chìa khóa của dòng Liberty. Dòng từ anh em nhé, dòng chìa khóa từ thì con này nó đang mất chìa khóa, thì mình đang đợi ổ khóa. Thì trong khi chờ đợi thì mình chia sẻ qua cho anh em cái cách mà tháo ổ khóa và cách tháo mở cốp con này. Tháo mở cốp nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ hai cái cách mà để anh em tháo cốp cho nó nhanh. Thì đầu tiên thì mình nói qua về cái vấn đề anh em tháo khóa, thì nó có một cái phanh nó cài ở đây nhá. Thì anh em muốn tháo cái khóa để thay ổ khóa thì anh em tháo cái phanh này nó ok. Thì nếu có thời gian thì mình năm nữa có thời gian thì mình sẽ quay anh em về cái cách nhập mã từ của cái ổ khóa mới nhá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ anh em cái cách để mở cốp cho nhanh, thì để anh em đỡ phải phá khóa mất thời gian. Thì nó có một cách, thì đầu tiên thì đây mình sẽ quay ở trong này, nó có một cái lỗ, anh em nhìn có một cái lỗ đây nhá, tối quá, có một cái lỗ ở trong này, thì anh em chỉ cần kiếm một cái que hàn, anh em móc cho mình như này, thì anh em gẩy lên là ok nhá, anh em cho vào. Thực ra thì cái cách này thì nó hơi lâu, thực ra thì cũng hơi vướng. Nếu anh em nào mà đây cho được lên trên rồi đây, thì nếu có anh em nào muốn nhanh thì tốt nhất là mở cái phần này ra cho mình cậy là nhanh nhất nhá. Bây giờ mình sẽ tháo ra, mình chia sẻ cách này cho nhanh. Chứ gẩy thì thực ra thì cái lực gẩy của nó, cái dòng này thì rất là khó, anh em mất thời gian để chế. Tốt nhất là anh em tháo đuôi này ra cho mình để anh em gẩy cốp là nhanh nhất. Mình chia sẻ cái nhỏ để những anh em thợ mới có cách để tháo. Rồi đấy, mình bảo ông thợ nhà mình ra để mở khóa, thì ông thợ nhà mình đã lấy tô vít đây cậy tuét hết cả ổ khóa ra, xít làm hỏng cả ổ khóa đằng trước của mình. Mình không để ý, mình đang bận, đang Tết cũng đang nhiều xe nên mình chia sẻ cái cách nhanh nhất cho anh em để anh em tháo cho nhanh nhá, anh em mới nào. Đấy, anh em chỉ cần mở này cho nhanh. Thực ra gẩy thì đây nó có một cái lỗ đây, mình sẽ quay có một cái lỗ đây cho anh em đây này, có lỗ đây anh em nhá, thì anh em chọc lên như này. Cái que đây tay con. Đây, thì lúc đấy mình đã chỉ cái lỗ cho anh em rồi, nhưng thực ra cái lỗ này thì anh em nhìn thì nó cũng rất là khó. Đây, mình tay to xoay lên trên đi. Đây ta quay chỗ này nó mới rõ này, anh em mới xem được. Đây này, đây. Rồi. Đấy, có cái cựa này. Đây, nếu trường hợp anh em không muốn tháo ra, em gầy, nhưng mà thực ra thì cái tâm gầy của nó cũng rất là vướng. Nên tốt nhất là anh em tháo cả cái củ hậu ra là ok. Mở lên. Đấy thì lúc này đang lên kia. Đây cầm tay làm đi, một tay anh làm vừa. Ra thì phải có cái lực tháo phù hậu ra, lực của nó mạnh, nó quang làm rồi. Anh em phải tháo, bắt buộc phải tháo phù hậu thì nó dễ hơn. Thực ra thì nựa này nó cũng hơi vướng một chút. Không tháo như này nó vít chưa? Ôi em mới được vít khỏi này. Đây đã mở rồi. Tội em ơi. Chưa được thêm những gì. Cái lực của cái que hàn nó hơi nhỏ lên, hơi khó nhá. Em lấy kiểu gì mà cậy lên nó dễ là được, cái này thì nó là vấn đề rất là nhỏ thôi. Mình muốn chia sẻ anh em để anh em nào
mới vào nghề thì quan trọng là biết cái cách để xử lý thôi. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Nếu trường hợp mà một lát nữa mà mình đợi được ổ khóa về mà mình có thời gian thì mình sẽ quay chia sẻ anh em cái cách nhập mã của con này, cách nắp của nó cho anh em thợ mới nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Chào anh em nhé.